Xót xa khi nghe Puka tiết lộ chuyện bệnh tình, mắc nhiều bệnh, từng nhập viện vì ói ra máu. Mới đây, Puka xuất hiện trong chương trình Hot ơi là Hot cùng ST Sơn Thạch để chia sẻ nhiều bí mật thú vị về sau nhập ngũ. Khi được hỏi về bệnh tình mà Duy Khánh từng tiết lộ, Puka cho biết thật ra cô cũng cảm thấy quá quen thuộc với tình trạng bệnh kéo dài như thế. Trong chương trình, Puka cho biết cô ngại chia sẻ với người khác về vấn đề bệnh tật vì thật ra cũng chẳng hay ho gì. Vì Duy Khánh gặp Puka nhiều nên biết vậy, Puka hay bệnh vặt, sức đề kháng yếu. Bệnh mà Khánh nói là căn bệnh theo Puka từ đó tới giờ rồi, mà Puka cũng ngại chia sẻ. Vì nếu nói bệnh tật hoài thì cũng đâu có hay ho gì đâu. Bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến công việc thôi. Mình bị xấu bụng, dạ dày, đường ruột không khỏe hay xảy ra vấn đề. Có lần Puka bị xuất huyết đường ruột, ói ra máu, phải nhập viện. Những cái đó ngại chia sẻ với người khác. Có những món ăn, Puka kỵ, ăn vào một cái là nhập viện ngay. Mọi người thấy nghiêm trọng nhưng Puka lại thấy quen rồi. Nếu ăn món lạ thì rất dễ bị đau bụng. Muốn biết món ăn đó có an toàn thực phẩm không, cứ bỏ vào miệng Puka, có tác dụng liền. Lúc nào bên cạnh cũng sẽ có thuốc hết và thuốc đó kịp thời giúp mình hoàn thành công việc. Vì Puka đi làm, rất sợ ảnh hưởng đến đoàn phim. Nhiều khi đang quay phải lấy thuốc uống, uống dần lại để tiếp tục công việc. Mình sợ vào trong quân đội cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Có một người nghỉ thì những người còn lại phải đứng chờ, nên mình bắt buộc phải tìm cách cho mình. Có lẽ trung đội trưởng không biết mình bị như vậy, nên không cho mang thuốc đó theo. Sau đó Puka có xin chương trình nói lại với trung đội trưởng thì có cho giữ lại thuốc nên mới an toàn. Đi tới đi lui, hành quân các kiểu, lên rừng lên núi mà không bị vấn đề gì hết. Thuốc ho cũng vậy, Puka bị amidan nên cứ ho liên tục. Trời lạnh mà ở máy lạnh đã ho rồi. Đến mức đêm thứ hai, Hòa không ngủ được, Hòa nói. Trời ơi, tối qua Kara sổ mũi, Puka thì ho, ho hoài không ngủ được. Đi làm nhiệm vụ về đã mệt mà ồn quá không ngủ được. Mình không muốn, không kìm lại được, nên tối cứ phải khó nước muối liên tục để giảm cơn ho lại. Lúc đó không có thuốc, không có kẹo ngậm. Cơ thể mình biết như thế nào, nên mình luôn chuẩn bị những cái cần thiết. Puka chia sẻ.